Điểm tin lề trái số 9, đòi quyền tự do, đưa tin sai sự thật. Chào các bạn, đây là chương trình Điểm tin lề trái số 9, phát sóng vào Chủ nhật ngày 29 tháng 7 năm 2018. Như thông lệ, chúng tôi sẽ điểm lại những sóng truyền thông lề trái hot nhất trong tuần này. Với mỗi sóng, chúng tôi sẽ chỉ ra những sự thật thú vị mà các bạn chưa chú ý. Sóng truyền thông số 1, giả vờ chống Trung Quốc để chống cộng. Như 8 bản tin trước đã đề cập, từ nhiều năm nay, các tổ chức chống cộng trong và ngoài nước đã khơi dậy các phong trào bài Trung Quốc cực đoan để làm đòn bẩy cho các hoạt động chống chính quyền. Chẳng hạn, tận dụng làn sóng phản đối dự luật đặc khu kinh tế hồi cuối tháng 5 vừa qua, các nhóm diễn đàn xã hội dân sự Đô Thành Sài Gòn, Nhật ký biểu tình đã phát động một phong trào biểu tình kéo dài nhằm thu thập lực lượng và phương tiện tiến tới làm cách mạng đường phố lật đổ thể chế. Sau đó, từ ngày 15 tháng 7, Diễn đàn Xã hội Dân sự tiếp tục khai thác các cuộc tranh cãi xung quanh cuốn sách Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử để lợi dụng tâm lý bài chung cho mục đích chống chế độ. Các hoạt động tuyên truyền này đã được chúng tôi tường thuật chi tiết trong chương trình Điểm tin lề trái số 8. Trong tuần qua, Diễn đàn Xã hội Dân sự vẫn là nhóm chống cộng duy nhất khai thác vụ việc. Cụ thể, ngày 22 tháng 7, Nguyễn Đình Cống đã viết trên bao xít Việt Nam rằng lệnh không được nổ súng có tồn tại hay không tồn tại không quan trọng. Điều quan trọng là sau khi Trung Quốc chiếm đảo, nhà nước Việt Nam đã không tổ chức đánh chiếm lại và không đưa vụ việc lên trên truyền thông. Sau đó, ông Cống đưa ra một giả thuyết âm mưu rằng cuộc tranh cãi về lệnh không được nổ súng chỉ là một cách để đánh lạc hướng dư luận nhằm che giấu những điều quan trọng hơn. Ngày 25 tháng 7, Phạm Đình Trọng viết trên bao xít Việt Nam rằng dù chỉ huy đã ra lệnh không được nổ súng hay không được nổ súng trước, thì đây cũng là lệnh nhằm trói tay người lính. Lệnh đầu hàng, dâng Gạc Ma, dâng máu của 64 người lính Việt Nam cho tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Khi đăng bài này lên Facebook cá nhân của mình, Phạm Đình Trọng đã tag ông Nguyễn Văn Phước, chủ công ty Phước Lưu, khiến bài này xuất hiện trên Facebook cá nhân của ông Phước. Sau đó ông Phước like bài viết của Trọng. Qua dấu hiệu này, chúng ta có lý do để nghi ngờ rằng nhánh truyền thông chính thống và phi chính thống trong vụ Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử đang câu kết với nhau. Cùng ngày 25 tháng 7, công ty Phước Lưu và chùa Vĩnh Nghiêm đã phối hợp tổ chức lễ cầu siêu cho các liệt sĩ Gạc Ma với nhiều lãnh đạo cấp cao tham dự. Sau buổi lễ, các cựu binh Gạc Ma và hàng trăm người quan tâm đã gặp gỡ nhau trong buổi giao lưu ký tặng sách do Phước Lưu tổ chức tại một nhà hàng. Hai sự kiện này không có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tóm lại, Diễn đàn Xã hội Dân sự đang đưa tin rằng vì nhà nước Việt Nam không hạ lệnh chiếm lại đảo Gạc Ma bằng mọi giá, có thể thấy nhà nước đã chủ động dâng đất, dâng tính mạng của người lính cho Bắc Kinh. Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi thấy đây là một lối đưa tin thiển cận và vô trách nhiệm. Nếu Việt Nam dùng hỏa lực mạnh để chiếm lại đảo Gạc Ma vào năm 1988, thì Việt Nam sẽ chính thức khai chiến với Trung Quốc và bước vào một cuộc chiến tranh tổng lực kéo dài nhiều năm. Trong cuộc chiến này, phần thua chắc chắn sẽ thuộc về Việt Nam, vì Việt Nam sắp mất đồng minh Liên Xô, lại vừa trải qua 43 năm chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, chống Khmer Đỏ. Cuộc chiến mới sẽ khiến hàng triệu người Việt Nam thiệt mạng, khiến đất nước tiếp tục tụt hậu và lệ thuộc vào Trung Quốc trong nhiều năm. Nếu nhóm diễn đàn do dân sự không thể chịu trách nhiệm về những hậu quả vừa nêu và không thể đưa ra một giải pháp để thắng trận Gạc Ma, thì họ không nên phê bình giải pháp của nhà nước khi đó. Lâu nay, nhóm diễn đàn xã hội dân sự thường trích dẫn các di chúc của vua Trần Nhân Tông rằng như sau: một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không để lọt vào tay kẻ khác. Họ dùng lời đó để phê phán nhà nước mà quên rằng nhà Trần đã dùng chiến thuật lùi để tiến, để đánh thắng quân Nguyên Mông. Vua quan nhà Trần từng hai lần bỏ thành Thăng Long cho giặc chiếm, rút về vùng sông nước chờ thời cơ. Và Trần Khánh Dư từng trích câu sau trong Binh Pháp Khổng Minh khi ông viết lời tựa cho cuốn sách của Trần Quốc Tuấn: người giỏi dùng binh không cần bày trận, người giỏi bày trận không cần đánh, người giỏi đánh thì không thua, người giỏi thua thì không bị diệt. Quốc gia được làm nên bởi những con người chứ không phải đất đai. Nếu không nhằm bảo vệ con người thì việc bảo vệ đất đai là vô nghĩa. Nhóm diễn đàn xã hội dân sự nên nhớ điều này trước khi trách nhà nước không phát động chiến tranh. Ngoài ra, trong tuần qua,
BBC tiếng Việt tiếp tục dấy lên lo ngại rằng Trung Quốc sắp biến Việt Nam thành một xưởng gia công hoặc một điểm thay nhãn mác hàng trước khi tuồn sang Mỹ, để tránh mức thuế nhập khẩu cao của Mỹ trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Vì đây là một nguy cơ có thật, mong các cơ quan quản lý sẽ chủ động khắc phục nó. Sóng truyền thông số 2 lại biểu tình, lại phản đối các dự luật. Trong 8 bản tin trước, chúng tôi đã tường thuật chi tiết phong trào biểu tình và phong trào phản đối các dự luật mà nhóm diễn đàn soi dân sự, nhóm luật khoa tạp chí và nhóm nhật ký biểu tình phối hợp phát động từ đầu tháng 6 vừa qua. Bản tin này sẽ gửi đến các bạn những diễn biến mới nhất. Tuần qua, các hoạt động tuyên truyền theo hướng này chỉ diễn ra một cách cầm chừng với không nhiều bài viết. Trong phong trào biểu tình, các tổ chức cá nhân chống đối chủ yếu đưa tin về những đối tượng ra hầu tòa trong tuần như Win Nguyễn và 10 người tham gia vụ bạo động ở Phan Rí. Trong đó, đài VOA giật tít sai sự thật rằng 10 người ở Phan Rí đã đi tù vì phản đối đặc khu kinh tế mới được Quốc hội thông qua. Thực ra, 10 bị cáo này không bị bắt vì phản đối các dự luật mà có hành vi bạo động khiến 8 xe ô tô bị đốt, 3 cơ quan nhà nước bị phá hủy, 28 cảnh sát cùng nhiều dân thường bị thương và quốc lộ 1A bị tắc trong 1 ngày rưỡi. Trong phong trào phản đối các dự luật đặc khu kinh tế, ngày 24 tháng 7, Trang Lão Mà Chưa An đã đăng một bài của tiến sĩ kinh tế Vũ Trọng Khải, cựu hiệu trưởng trường cán bộ quản lý cơ sở phía Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Theo lời giới thiệu của Trang, thì đây vốn là bài mà ông Khải viết cho báo Đất Việt nhưng chưa kịp đăng thì có chỉ thị rằng phải ngưng các bài về dự luật đặc khu kinh tế. Trong bài, ông Khải viết rằng Việt Nam không cần áp dụng mô hình đặc khu kinh tế vì trong điều kiện hiện nay, mô hình này không giúp Việt Nam thử nghiệm thể chế mới và Việt Nam đã có sẵn nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao với nhiều ưu đãi cho nhà đầu tư, nhưng các yếu tố này đều chưa được tận dụng hết. Ngoài ra, ông Khải cũng viết rằng trong trường hợp Quốc hội vẫn thông qua dự luật đặc khu thì chỉ nên hoan nghênh những nhà đầu tư sử dụng công nghệ cao, sử dụng ít nhất 75% lao động Việt Nam, thân thiện với môi trường và không được khai thác tài nguyên, xây dựng hệ thống ngầm dưới lòng đất. Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi thấy bài viết của ông Khải chứa những quan điểm hợp lý mà Quốc hội nên tham khảo trong quá trình sửa luật. Trong phong trào phản đối dự luật an ninh mạng, các trang chống đối tiếp tục đưa tin về kết quả của chiến dịch viết thư gửi Facebook và Google và tìm cách giải pháp kỹ thuật mới để thích nghi với luật an ninh mạng. Trong khuynh hướng tìm giải pháp thích nghi, nổi bật là bài tham luận của Hoàng Hưng và bài phỏng vấn của Lê Trung Nghĩa. Cụ thể, ngày 13 và ngày 14 tháng 7 năm 2018, trang Vietstudy của Trần Hữu Dũng đã tổ chức một hội thảo hè ở Đại học Warsaw, Ba Lan với chủ đề Việt Nam và Trật tự Thế giới mới 2. Một số thành viên và thân hữu của nhóm diễn đàn soi dân sự như Chu Hảo, Phạm Chi Lan, Lê Lanh Doanh, Hoàng Hưng đã tham gia và đọc tham luận tại hội thảo. Trong số 16 tham luận được đọc tại hội thảo, có ít nhất 2 tham luận mang dấu hiệu vi phạm pháp luật là bài Tự chuyển biến, tự chuyển hóa từ Marx qua Engels đến Nguyễn Phú Trọng của Trần Hải Hạc và bài Truyền thông mạng và sự hình thành xã hội dân sự ở Việt Nam của Hoàng Hưng. Trong đó, bài của Hoàng Hưng được viết từ tháng 6, đăng trên trang Lão Mà Chưa An vào ngày 21 tháng 7 và trang Bao Xít Việt Nam vào ngày 22 tháng 7. Trong tham luận, Hoàng Hưng tóm tắt quá trình phát triển của các báo điện tử, blog và trang mạng xã hội và phong trào biểu tình của các tổ chức cá nhân chống đối ở Việt Nam. Cuối bài, Hoàng Hưng kêu gọi giới khoa học, công nghệ và người Việt toàn cầu tập trung trí tuệ để vô hiệu hóa những quy định bịt miệng dân, chặn chia sẻ thông tin của luật an ninh mạng. Cùng ngày 22 tháng 7, BBC tiếng Việt đăng tải một bài phỏng vấn Hoàng Hưng, trong đó ông Hưng đưa ra các nội dung tương tự như đã trình bày trong tham luận. Sau khi đăng tham luận của Hoàng Hưng vào ngày 21 tháng 7, trang Lão Mà Chưa An trở lại liên tục đăng bài mới. Ngày 23 tháng 7, trên trang Việt Nam Thời báo, Tôn Phi đã phỏng vấn Lê Trung Nghĩa về mạng xã hội LivenGuide do ông Nghĩa thiết kế. Trong cuộc phỏng vấn, Lê Trung Nghĩa tự giới thiệu mình là người tranh đấu cho công lý, hòa bình trên Biển Đông và cho tự do, dân chủ. Nghĩa cho biết, khác với Facebook, mạng xã hội LivenGuide khuyến khích mọi người kết nối bằng các hoạt động ngoài đời thực, và đây là một lựa chọn để thay thế cho Facebook khi luật an ninh mạng được ban hành ở Việt Nam.
Như vậy, sau 2 tháng cầm cự, phong trào biểu tình kéo dài và phong trào phản đối các dự luật đã có nhiều bước lùi. Trong phong trào biểu tình, đã không có cuộc biểu tình nào nổ ra từ kể từ ngày 17 tháng 6. Trong phong trào phản đối các dự luật, các tổ chức liên quan đã phải từ bỏ việc vận động quốc hội sửa luật hoặc việc công khai đấu tranh nghị trường cùng đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc để chuyển sang vận động Facebook, Google bất tuân luật hoặc tìm giải pháp kỹ thuật mới để thích nghi. Tuy nhiên, 2 phong trào này đã giúp các tổ chức chống cộng thu hút thêm thành viên và lấy lại tinh thần sau một thời gian dài rệu rã. Sóng truyền thông số 3 lợi dụng việc tạm đình bản báo Tuổi Trẻ Online để phản đối hệ thống quản lý báo chí ở Việt Nam và ca ngợi hệ thống quản lý báo chí của Mỹ. Như bản tin trước đã đề cập, sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định tạm đình bản 3 tháng đối với báo Tuổi Trẻ vào ngày 16 tháng 7, một số cựu phóng viên như Trương Nghi San, Nguyễn Bảo Trung, Đặng Tâm Chánh, Trịnh Hữu Long đã lợi dụng việc này để phản đối các hệ thống quản lý báo chí của Việt Nam và các hệ thống quản lý báo chí của Mỹ. Sang tuần này, các cựu phóng viên vừa nêu trên đã ngừng khai thác vụ việc để chuyển sang chủ đề khác. Trong đó, hai đài VOA và RFA tiếng Việt vẫn tiếp tục khai thác vụ việc bằng cách đưa tin về các phản ứng từ nước ngoài. Cụ thể, theo tin của VOA và RFA, thì ngày 17 tháng 7, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo CPJ đã ra thông cáo rằng nhà nước Việt Nam đang vi phạm quyền tự do ngôn luận khi xử phạt báo Tuổi Trẻ và đề nghị hủy bỏ quyết định xử phạt. Ngày 21 tháng 7, Ralph Jennings, phóng viên tự do sống ở Đài Bắc, đã viết một bài khai thác chủ đề này đăng trên VOA tiếng Việt. Trong bài, Jennings mô tả báo Tuổi Trẻ như một tờ báo chống tham nhũng nổi bật của Việt Nam và viết rằng nhà nước Việt Nam muốn dùng vụ xử phạt báo Tuổi Trẻ để cảnh cáo báo chí, buộc báo chí phải thận trọng hơn khi đưa tin về các vấn đề liên quan đến chính trị. Jennings cũng dẫn lời bởi ông Murray Hartbert, phó giám đốc chương trình Đông Nam Á tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Washington, với đại ý tương tự. Ngoài ra, bài dẫn lời của ông Nguyễn Thành Trung, trưởng khoa quan hệ quốc tế thuộc Đại học Khoa học Xã hội ở Nhân văn, rằng chính quyền Việt Nam có thể sẽ bực mình nếu báo chí đưa tin quá nhiều về tham nhũng. Ngoài ra, trong tuần qua, các bút danh như Trúc Giang và Thảo Vy viết 2 bài trên trang Việt Nam Thời báo, đại ý nói rằng Việt Nam không thể có tự do ngôn luận dù nhà báo có lách luật hay không. Ngày 23 tháng 7, trên trang Bauxite Việt Nam, Bùi Quang Vơm đã thông tin đầu rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo việc xử phạt báo Tuổi Trẻ để cảnh cáo bịt miệng Chủ tịch nước. Như vậy, có thể thấy các tổ chức cá nhân tham gia tuyên truyền trong tuần này không đưa ra được các yêu sách về mô hình quản lý báo chí mới cho Việt Nam như giới cựu phóng viên đã làm trong tuần trước. Nhìn một cách tổng thể, có thể thấy dư luận bênh vực báo Tuổi Trẻ trong tuần này có một vấn đề lớn. Nó lờ đi một sự thật rằng báo Tuổi Trẻ đã thực sự đưa tin sai, trong khi chính phóng viên báo Tuổi Trẻ mà một số nhân vật chống cộng ủng hộ họ đã thừa nhận điều này từ tuần trước. Thay vì ở chấp nhận sự thật, người ta đang viết rằng báo Tuổi Trẻ Online bị xử phạt vì tố cáo tham nhũng hoặc vì cuộc đấu đá trong nội bộ Đảng Cộng sản, tùy mục đích tuyên truyền. Tiếc rằng lập luận của họ không có sự thuyết phục vì chiến dịch chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam đang đến hồi cao trào và nhiều tờ báo khác cũng đưa tin về tham nhũng tương tự như báo Tuổi Trẻ. Báo Tuổi Trẻ đã thật sự đưa tin sai sự thật và bị xử phạt theo đúng quy luật quy định của luật báo chí 2016. Người làm báo có quyền về tự do ngôn luận, nhưng không có quyền đưa tin sai hoặc vi phạm pháp luật Việt Nam. Dư luận lề trái nên lưu ý 2 sự thật này trước khi tiếp tục lái sang chủ đề sai hướng để phục vụ mục đích chính trị. Sóng truyền thông số 4 lợi dụng vụ gian lận thi cử ở Hà Giang để gây ác cảm với nền giáo dục Việt Nam, với ngành công an hoặc với thể chế chính trị. Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia vào ngày 11 tháng 7 năm 2018, ông Vũ Khắc Ngọc, giáo viên luyện thi môn hóa ở trang học mã.vn, nhận thấy điểm số các thí sinh ở Hà Giang cao một cách bất thường. Chẳng hạn, một số thí sinh ở Hà Giang đạt điểm 9,5 trở lên ở cả 3 môn lý, hóa, sinh, ở một mức điểm mà ông cho là khó có thể đạt được. Trong khi đó, báo chí không phỏng vấn các thủ khoa ở Hà Giang mà chỉ phỏng vấn các thủ khoa ở các tỉnh. Khi được ông Vũ Khắc Ngọc liên hệ phóng viên và với các phóng viên và các báo cho biết những học sinh, phụ huynh và giáo viên liên quan ở Hà Giang đã từ chối trả lời phỏng vấn về vấn đề này.
Thế vậy ông Ngọc đưa vấn đề này lên Facebook cá nhân của mình trong ngày 11 tháng 7 và nhận được nhiều hưởng ứng. Trong số những người hưởng ứng, nổi bật là ông Đỗ Ngọc Hà và ông Đỗ Thanh Tùng, cả hai đều là bạn đồng nghiệp của ông Ngọc tại trang luyện thi trắc nghiệm học mãi.vn. Chẳng hạn, lúc 23 giờ 45 phút cùng ngày, ngày 1 tháng 7, ông Nguyễn Thanh Tùng viết trên Facebook cá nhân rằng ở khối thi gồm 3 môn toán, lý, anh, cả nước có 76 thí sinh đạt trên 27 điểm, thì Hà Giang chiếm đến 37 thí sinh, tức hơn một nửa. Sau đó các học sinh luyện thi ở trên học mãi.vn đăng lại các bài của ông Ngọc, ông Hà, ông Tùng, khiến vấn đề này lan rộng trong giới học sinh và phụ huynh trước khi thu hút sự chú ý của báo giới. Phản ứng trước các bức xúc của dư luận, từ ngày 12 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số đơn vị của Bộ Công an đã kiểm tra Hội đồng coi thi tốt nghiệp tỉnh Hà Giang. Theo kết quả kiểm tra được công bố vào ngày 17 tháng 7, thì ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng của Sở Giáo dục tỉnh đã trực tiếp can thiệp sửa điểm 114 bài thi trắc nghiệm. Hầu hết thí sinh được sửa điểm là con em của các cán bộ tỉnh hoặc huyện hoặc các chủ doanh nghiệp lớn, trong đó có con gái của và hai cháu gái của bí thư tỉnh ủy Hà Giang. Ngày 20 tháng 7, Công an tỉnh Hà Giang đã bắt tạm giam và khởi tố ông Vũ Trọng Lương với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Ngày 21 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã ra chỉ thị rà soát điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên cả nước. Ngày 23 tháng 7, Bộ thông báo rằng tỉnh Sơn La cũng có hiện tượng gian lận nâng điểm thi với thủ đoạn tinh vi hơn ở Hà Giang. Ban đầu, các tổ chức cá nhân chống đối chưa viết nhiều bài lớn về vụ này do họ đang tập trung khai thác vụ ông Đặng Văn Hiến và vụ báo Tuổi Trẻ. Từ ngày 17 tháng 7, khi kết quả điểm kiểm tra cho thấy nhiều học sinh nâng điểm là con em của quan chức Hà Giang, họ đã bắt đầu viết bài để khai thác vụ việc theo ba hướng. Một là tuyên truyền rằng nền giáo dục Việt Nam có chất lượng quá thấp, không đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh, từ đó dẫn tới những tiêu cực trong thi cử và sự suy đồi đạo đức. Những người tuyên truyền theo hướng này cũng đưa ra một số đề xuất cải cách nền giáo dục Việt Nam. Hai là hướng sự chú ý của dư luận vào việc đa số các thí sinh được sửa điểm đang thi vào ngành công an để khiến quần chúng có ác cảm với ngành này. Ba là tuyên truyền rằng các gia đình quan chức cán bộ đang tước đoạt mọi cơ hội thăng tiến trong xã hội Việt Nam. Những người tuyên truyền theo hướng này đánh vào cảm giác bất công, ghen tị, cảm giác bị tước đoạt của người dân để khiến họ có ác cảm với chế độ chính trị. Cụ thể, trong hướng tuyên truyền thứ nhất, ngày 17 tháng 7, cựu phóng viên Phạm Toàn đã trả lời phỏng vấn đài VOA rằng vụ Hà Giang không chỉ là một vụ tiêu cực đơn lẻ mà xuất phát từ lỗi hệ thống của toàn bộ nền giáo dục Việt Nam. Phạm Toàn cho rằng nền giáo dục Việt Nam có chất lượng quá thấp, không đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh nên mới thôi thúc học sinh gian lận trong thi cử, từ đó làm xã hội suy đồi về mặt đạo đức. Ông Toàn là thành viên của diễn đàn sợi dân sự và trưởng nhóm cánh buồm, một nhóm biên soạn chương trình học thay thế cho cấp tiểu học và trung học ở Việt Nam. Ngày 19 tháng 7, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu, cựu cán bộ Viện Toán học, Tổng thư ký Hiệp hội Gôn Việt Nam đã viết trên Facebook cá nhân rằng việc tổ chức thi trung học phổ thông là không hợp lý. Cụ thể, Chu viết rằng do học sinh Hà Giang nghèo hơn học sinh Hà Nội sẽ không công bằng nếu bắt học sinh hai vùng làm cùng một đề thi. Sự thiếu công bằng này và việc công bố điểm thi của các địa phương sẽ gây áp lực khiến cho học sinh phải gian lận. Ngoài ra, Chu cũng viết rằng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của nửa thế kỷ trước đã lỗi thời, không thể áp dụng cho thời đại công nghệ thông tin khi mà kiến thức có thể nhìn thấy ở khắp nơi. Vì vậy, Chu đề xuất bỏ kỳ thi trung học phổ thông và thi đại học, đồng thời cho phép các trường trung học phổ thông tự cấp bằng tốt nghiệp, cho phép các trường đại học tự tuyển sinh. Trong hướng tuyên truyền thứ hai, khi đài RFA phỏng vấn ông Nguyễn Tấn Hậu, Võ Văn Tạo và Nguyễn Minh Thuyết vào ngày 19 tháng 7, ba ông đồng loạt nói rằng đa số các thí sinh sửa điểm để được vào trường công an và quân đội là chủ yếu, nhằm được hưởng chế độ đãi ngộ tốt trong ngành này. Trong hướng tuyên truyền thứ ba, từ ngày 19 tháng đến ngày 25 tháng 7, Bạch Khoan liên tục viết 4 post Facebook để tuyên truyền rằng nền giáo dục Việt Nam đã quá thối nát, trở thành công cụ để khiến giới chức tước đoạt tương lai của dân chúng, khiến cho những người dân như Bạch Khoan cạn kiệt mọi ước mong và hy vọng. Ngày 20 tháng 7, tiến sĩ Mạc Văn Trang viết trên Facebook cá nhân rằng Đảng đang ăn cướp, đè đầu cưỡi cổ dân và mà còn cấm dân không được chửi. Ngày 22 tháng 7, tiến sĩ Phạm Quý Thọ
viết trên BBC tiếng Việt rằng vụ gian lận thi cử ở Hà Giang đang tạo ra một cơn lũ lòng dân bắt nguồn từ những bất công. Và sự kiện này cho thấy đã đến lúc phải đặt công khai về vấn đề cải cách thể chế chính trị, chứ không phải là cải cách giáo dục. Ngày 23 tháng 7, Nguyễn Anh Tuấn viết trên Facebook cá nhân rằng vụ gian lận thi cử ở Hà Giang đang phá hủy lòng tin của xã hội đối với thể chế hiện hành, vì nó khiến cho dân chúng uất ức, không tìm ra lối thoát tiến thân trong xã hội, nên sẽ tự gieo vào lòng mình một mầm phản kháng. Bạch Hoàn là cựu phóng viên của báo Tuổi Trẻ và VTV24, Mạc Văn Chan là cựu cán bộ của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, thành viên của nhóm Lão Bà Chưa An, còn Phạm Quý Thọ là cựu chủ nhiệm Khoa học Chính sách Công, Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Như vậy, ba hướng tuyên truyền nêu trên được thực hiện bởi giới khoa bảng, cựu cán bộ, cựu phóng viên. Trong đó, giới khoa bảng và cựu cán bộ có vai trò nổi bật nhất. Khi trả lời phóng viên báo Tiền Phong và Vietnamnet vào ngày 24 tháng 7, ông Vũ Khắc Ngọc, người đầu tiên đưa vụ gian lận thi cử lên truyền thông, cho biết ông đã nhận được một số tin nhắn đe dọa từ các nguồn nặc danh. Nhân cơ hội đó, một số trang mạng chống cộng đã dùng hình ảnh của ông và tin từ báo chính thống để tuyên truyền chống chế độ. Đáp lại, ông Ngọc đã đề nghị các trang này gỡ bài và không lợi dụng hình ảnh của ông để tuyên truyền, vì ông không muốn bất mãn hệ thống chính trị tại Việt Nam như họ đã ám chỉ. Sau khi nhìn toàn cảnh vấn đề, chúng tôi xin đưa ra ý kiến. Thứ nhất, không thể nói rằng chế độ chính trị đang cho phép giới quan chức, cán bộ tước đoạt mọi cơ hội thăng tiến của giới bình dân. Trong thực tế, người đầu tiên phát hiện vụ gian lận thi cử Hà Giang là thầy Vũ Khắc Ngọc, một viên chức của chế độ. Nhà nước đã kiểm tra và việc chấm thi của Hà Giang chỉ một ngày sau khi thầy Ngọc phát hiện vụ việc và tìm ra hung thủ trong 6 ngày. Và kết quả kiểm tra việc chấm thi trên cả nước sau đó 10 ngày. Trong suốt quá trình trên, báo chí chính thống đã liên tục đưa tin về vụ việc và tuyên dương những người có công tố giác. Qua các biểu hiện vừa kể, có thể thấy chế độ đủ sức xử lý và đang sẵn sàng xử lý những vụ tham nhũng tiêu cực như thi cử ở Hà Giang. Báo chí lề trái nên đánh giá những nỗ lực chống tham nhũng một cách công bằng, thay vì chỉ đăng một nửa sự thật có lợi cho họ. Thứ hai, chúng ta nên thừa nhận rằng nền giáo dục Việt Nam hiện nay có chất lượng quá thấp, không đáp ứng được nhu cầu học tập của người dân Việt Nam. Cũng nên thừa nhận rằng trong những năm gần đây, Bộ Giáo dục đã cải cách, nhưng càng cải cách càng hỏng. Vì vậy, nếu tiếp tục dựa dẫm vào Bộ Giáo dục, chúng ta sẽ chỉ đi đến chỗ thất vọng, rồi xa lầy trong việc trách móc đổ lỗi cho nhau. Thay vì đợi đợt cải cách giáo dục tiếp theo, có lẽ người Việt Nam nên tự cải thiện được học tập của mình bằng cách tận dụng Internet. Như tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu đã đề cập, công nghệ thông tin hiện đại cho phép chúng ta tiếp cận một lực lượng lớn tri thức ở loài người và học tập mọi lúc, mọi nơi với chi phí thấp. Nếu biết cách tự học, bạn có thể trở thành sinh viên của nhiều trường, đại học trực tuyến trong và ngoài nước với bằng cấp có giá trị tương đương đại học chính quy. Nếu muốn, các nhà tuyển dụng Việt Nam có thể tự đào tạo hệ thống thi tuyển hoặc xét tuyển của mình, hoặc chấp nhận các bộ chứng chỉ quốc tế thay vì liên tục lệ thuộc vào bằng đại học của Việt Nam. Khi học sinh, sinh viên và các nhà tuyển dụng Việt Nam không lệ thuộc vào Bộ Giáo dục, họ sẽ tạo ra sức ép cạnh tranh, khiến Bộ trưởng phải chủ động cải thiện dịch vụ giáo dục. Sóng truyền thông số 5, lợi dụng phong trào biểu tình hồi tháng 6, vụ gian lận thi cử ở Hà Giang và việc Cuba thông qua hiến pháp mới để kêu gọi thay đổi thể chế chính trị. Trong tuần qua, nhiều cá nhân chống đối đã tận dụng dư âm của phong trào biểu tình hồi tháng 6, sóng truyền thông sau vụ gian lận ở thi cử và việc Cuba vừa thông qua hiến pháp mới để kêu gọi thay đổi thể chế chính trị. Cụ thể, ngày 22 tháng 7 năm 2018, Quốc hội Cuba đã thông qua dự thảo hiến pháp mới có nội dung công nhận kinh tế thị trường và sở hữu tư nhân, nhưng vẫn kiên định theo con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Ngày 24 tháng 7, khi dẫn lời báo The New York Times và The Guardian rằng hiến pháp mới của Cuba đã bỏ khái niệm chủ nghĩa cộng sản và công nhận tự sở hữu tư nhân, BBC tiếng Việt đã không đề cập đến thực tế rằng bản hiến pháp mới này của Cuba khẳng định đường lối chủ nghĩa xã hội. Bài của BBC đã kích động nhiều cá nhân chống đối trong và ngoài nước, khiến họ hiểu lầm rằng Cuba đang chuyển sang đường lối dân chủ tư bản và đẩy mạnh tuyên truyền rằng Việt Nam nên chuyển hóa theo. Nổi bật trong luồng dư luận này là bức thư ngỏ mà Kha Lương Ngãi gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đăng trên trang Bauxite Việt Nam vào ngày 25 tháng 7.
Trong thư, Ngãi viết rằng sau scandal nói dối trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, người dân đã mất niềm tin vào chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư và cho rằng đó chỉ là màn đấu tranh phe phái. Sau đó, Ngãi viện dẫn cho phong trào biểu tình phản đối các dự luật đặc khu kinh tế và luật an ninh mạng ở Việt Nam, việc Bắc Triều Tiên đang cải thiện quan hệ với Hàn Quốc và Mỹ, cùng việc Cuba vừa thông qua hiến pháp mới, trong đó không đề cập đến chủ nghĩa cộng sản, để kêu gọi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tự diễn biến, tự chuyển hóa sang chế độ đa đảng, thay vì tiếp tục loay hoay chống tham nhũng, lợi ích nhóm như hiện nay. Các hoạt động tuyên truyền đòi thay đổi thể chế chính trị nhân vụ gian lận thi cử ở Hà Giang đã được chúng tôi trình bày trong mục trước. Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi thấy lời kêu gọi thay đổi thể chế của ông Kha Lương Ngãi không thuyết phục vì ba lý do. Thứ nhất, nó xuất phát từ một tin tức giả của đài BBC khi đưa tin Cuba bỏ khái niệm chủ nghĩa cộng sản, công nhận kinh tế thị trường và sở hữu tư nhân. BBC đã quên một sự thật rằng Cuba vẫn kiên định đường lối chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, Dũng Ấu Dâm đã nhận xét rằng Cuba chỉ bắt chước đường lối đổi mới của Việt Nam 30 năm trước, chứ không làm cách mạng nhung như nhiều nhà chống cộng đang lên đồng. Thứ hai, phong trào biểu tình mà ông Kha Lương Ngãi viện dẫn đã không kéo dài được quá trong 2 tuần, và khi đối diện với pháp luật, người biểu tình đều khẳng định rằng họ chỉ phản đối các dự luật, chứ không xuống đường đòi thay đổi chế độ như mô tả của ông Ngãi. Thứ ba, trái với nhận xét của Kha Lương Ngãi, những nỗ lực chống tham nhũng và cải cách hành chính của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang diễn ra một cách thuận lợi, giúp bộ máy nhà nước trở nên gọn nhẹ, hiệu quả và tạo được hy vọng nơi người dân. Trong khi đó, các cuộc cách mạng đường phố trên thế giới đang ngày một thoái trào vì đã đẩy nhiều nước ở Bắc Phi và Trung Đông vào cảnh chiến tranh bạo loạn, ngoại thuộc và tham nhũng. Tóm lại, khi Kha Lương Ngãi đòi thay đổi chế độ, ông đang viện dẫn một bản tin sai sự thật, một phong trào biểu tình xịt và một phép so sánh sai. Ông Ngãi nên phát ngôn thận trọng hơn nếu không muốn trở thành trò cười của dư luận. Sóng truyền thông số 6 lên án nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền và kêu gọi quốc tế phản ứng. Trong tuần qua, hướng tuyên truyền này chủ yếu xoay quanh kỳ kiểm định UPR của Việt Nam, cùng 4 nhân vật là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Huỳnh Đức Thanh Bình, Trần Đình Di Thức và Lê Đình Lượng. Trong đó bắt đầu xuất hiện phong trào viết thư để xin đặc xá cho Trần Đình Di Thức và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh do ảnh hưởng từ phong trào viết thư xin đặc xá cho Đặng Văn Hiến hồi tuần trước. Cụ thể, ngày 23 tháng 7, tổ chức Human Rights Watch đã viết một bản kiến nghị về tình hình nhân quyền ở Việt Nam và gửi lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Theo bản kiến nghị, thì Việt Nam đã vi phạm các cam kết trong kỳ UPR năm 2014. Cụ thể, Việt Nam đã cam kết sửa đổi các điều luật về an ninh quốc gia sao cho phù hợp với luật pháp quốc tế, nhưng lại thông qua Bộ luật Hình sự sửa đổi vào tháng 6 năm 2017, trong đó quy định rằng người chuẩn bị phạm tội cũng có trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, Việt Nam đã cam kết đảm bảo quyền tự do báo chí, tự do Internet, tự do hội họp, nhưng lại thông qua luật an ninh mạng để kiểm soát các nội dung trái pháp luật trên Internet và kết án hình sự một số nhà hoạt động công nhân. Khuyến nghị của Human Rights Watch được đưa ra trong bối cảnh kỳ kiểm định UPR năm 2019 đang đến gần. Tuy nhiên, ý kiến của Human Rights Watch chỉ hợp lý một nửa. Theo chúng tôi được biết thì ở nhiều nước phương Tây, người chuẩn bị phạm tội cũng phải chịu trách nhiệm hình sự. Chẳng hạn Bộ luật Hình sự Canada quy định rằng nếu bằng chứng cho thấy một người có động cơ phạm tội, đang chuẩn bị phương tiện phạm tội và đang thực hiện dở hành vi phạm tội thì người đó có thể bị kết án hình sự dù chưa gây án xong. Đây là một tiền lệ mà Việt Nam có thể tham khảo thêm để cải thiện Bộ luật Hình sự của mình nhằm thỏa mãn các đòi hỏi của quốc tế. Tuần trước, luật sư bào chữa Ngô Ngọc Trai đã gửi thư cho Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để đề nghị đặc xá cho phạm nhân Trần Huỳnh Di Thức theo quy định mới về đặc xá trong trường hợp đặc biệt. Ngày 19 tháng 7, Viện Kiểm sát đã hồi âm rằng việc này thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước và hiện Chủ tịch nước chưa có yêu cầu lập hồ sơ đặc xá trong trường hợp đặc biệt. Khoảng 14 giờ ngày 24 tháng 7, Ngô Ngọc Trai đăng tin đề lên Facebook cá nhân và kêu gọi cộng đồng mạng vận động ân xá cho Trần Huỳnh Di Thức. Ngay trong ngày, gia đình ông Thức cùng các trang ủng hộ đã đồng loạt đăng lại bài này và đài VOA tiếng Việt đã đưa tin về vụ việc. Như vậy, chỉ nửa tháng sau khi Trần Đình Di Thức từ chối sang Đức tị nạn, luật sư của ông Thức đã xin đặc xá cho ông, xem ra ông Thức không cứng như dư luận nghĩ.
ngày 30 tháng 7 năm 1918, Lê Đình Lượng sẽ ra tòa án sơ thẩm với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Từ ngày 23 tháng 7, tròn một tuần trước phiên tòa, một số đảng viên Đảng Việt Tân như Ran Đông Sóc, Lê Văn Sơn đã đồng loạt tuyên truyền về sự kiện. Trong các bài viết, Việt Tân tuyên truyền rằng ông Lượng chỉ đang chống Trung Quốc xâm lược, chống tập đoàn Formosa gây ô nhiễm, chống bất công tiêu cực ở địa phương của mình, chứ không làm gì sai, và chế độ chính trị của Việt Nam luôn bách hại người yêu nước. Theo chúng tôi được biết, thì từ tháng 10 năm 2016, Bộ Công an đã đưa Đảng Việt Tân vào danh sách các tổ chức khủng bố Việt Nam. Đây là một quyết định hợp lý vì Việt Tân không giấu mục tiêu lật đổ nhà nước Việt Nam và từng thực hiện nhiều hoạt động vũ trang cho mục tiêu đó. Ngày 12 tháng 3 năm 2018, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát lệnh truy nã đảng viên Việt Tân là Lê Văn Sơn do ông không chấp hành án quản tại chế tại địa phương. Chúng tôi cho rằng ông Lê Văn Sơn và Đảng Việt Tân nên chấp hành tốt luật pháp của Việt Nam trước khi cố chứng minh rằng Lê Đình Lượng không phạm pháp. Tuần qua, Diễn đàn Xã hội Dân sự và Phạm Đoan Trang đã chủ động tạo sóng truyền thông ca ngợi Ngọc Như Quỳnh nhân đợt tuyệt thực từ ngày 6 tháng 7 của Quỳnh. Cụ thể, ngày 19 tháng 7, 144 thành viên và thân hữu của Diễn đàn Xã hội Dân sự đã viết một kiến nghị gửi Chủ tịch nước Trần Đại Quang để xin đặc xá cho Đặng Văn Hiến và Ngọc Như Quỳnh. Hiện nay, nhóm này vẫn tiếp tục kêu gọi cộng đồng mạng ký tên vào kiến nghị bằng cách gửi thông tin cá nhân đến hộp thư Hãy cứu Đặng Văn Hiến a@gmail.com. Ngày 24 tháng 7, Phạm Đoan Trang đã thay mặt Trịnh Kim Tiến và Lê Bảo Nhi phát động phong trào viết thư động viên Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga, phỏng theo một chương trình hàng năm của tổ chức Amnesty International. Ngày 26 tháng 7, Đoan Trang giới thiệu phim Mẹ vắng nhà, bộ phim tài liệu mô tả đời sống khó khăn của gia đình Ngọc Như Quỳnh sau khi Quỳnh bị bắt. Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi cho rằng những người ủng hộ Ngọc Như Quỳnh nên tập trung đưa tin về các hoạt động của bà Quỳnh thay vì đưa tin về hoàn cảnh éo le của gia đình bà nhằm câu kéo sự thương hại của độc giả. Ngoài ra, nếu bà Quỳnh cũng muốn xin Chủ tịch nước đặc xá như Đặng Văn Hiến, bà nên nhận tội, xin khoan hồng và khai báo thành khẩn như ông Hiến. Ngày 7 tháng 7 năm 2018, khi đang đi xe khách từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh, một nhóm gồm 4 đối tượng là Huỳnh Đức Thanh Bình, Nguyễn Phương Minh, Trần Phi Long, Thomas Quốc Bảo đã bị bắt để điều tra về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Cùng ngày, cha của Huỳnh Đức Thanh Bình là Huỳnh Đức Thịnh cũng bị bắt. Trước khi bị bắt, nhóm của Bình đã liên tục nhắn tin để tường thuật tình hình chuyến đi cho Lê Mỹ Hạnh. Tin nhắn cuối cùng được Bình gửi vào lúc 8 giờ 43 phút ngày 7 tháng 7. Từ ngày 7 tháng 7, do mất liên lạc với nhóm của Bình, Hạnh đã đưa thông tin về vụ việc lên Facebook. Từ ngày 21 tháng 7, Nguyễn Thiện Nhân, xưng là bạn của Huỳnh Đức Thanh Bình, bắt đầu đưa tin về vụ việc, dù trước đó im lặng. Trong bài, Nhân viết rằng Bình bị bắt vì chống Trung Quốc xâm lược, chứ không có tội. Bài của Nhân được đăng lại trên trang Hội Sinh viên Nhân quyền, nghi là do Nhân quản lý. Rất tiếc, nhận xét của Nguyễn Thiện Nhân lại mâu thuẫn với những gì mà Huỳnh Đức Thanh Bình đã thể hiện trên Facebook cá nhân của mình. Qua hình đại diện và ảnh bìa của Bình, có thể thấy Bình là một thành phần chống cộng cực đoan, kêu gọi lật đổ chế độ chính trị hiện nay để dựng lại chế độ Việt Nam Cộng hòa cũ. Như vậy, cơ quan điều tra có cơ sở khi nghi ngờ Bình hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Do vậy, các sóng truyền thông của dư luận lề trái đã lên xuống thế nào trong tuần vừa qua? Theo biểu đồ của Google Trend, các sóng truyền thông xoay quanh luật an ninh mạng và việc đình bản báo Tuổi Trẻ đã hết hot. Sóng truyền thông xoay quanh cuốn Gạc Ma Vòng Chống Bất Tử và vụ sửa điểm Hà Giang đã hạ nhiệt, nhưng chưa về mức bình thường. Và trong suốt tháng qua, cư dân mạng Việt Nam không hề có thêm hứng thú với những vấn đề dân chủ đa đảng. Chương trình điểm tin lật trái số 9 xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tuần tới.